Xây dựng những công trình phụ cận phục vụ cho du khách là việc làm cần thiết nhằm khai thác hiệu quả những khu di tích. Tuy nhiên, nếu những công trình này ảnh hưởng đến khu di tích, không phù hợp với phong tục tập quán của người dân, sẽ tạo nên những hệ lụy trước mắt và lâu dài. Câu chuyện ở Chùa Rơi, Sóc Trăng là một điển hình. Việc xây dựng một khu nhà hàng, khách sạn không chỉ ảnh hưởng đến đàn rơi, một di sản quý của chùa, mà còn tác động đến tâm linh, tín ngưỡng cũng như nguồn thu nhập của người dân địa phương. Tồn tại hơn 400 năm, Chùa Rơi nổi tiếng cả nước bởi di sản quý là đàn dơi trú ngụ mà không nơi nào có được. Khách thập phương đổ về càng nhiều đã giúp cho hàng trăm hộ đồng bào dân tộc nơi đây có cuộc sống ổn định. Từ khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đồng ý cho công ty quốc tế Satraco đầu tư khu du lịch nhà hàng khách sạn, mọi hoạt động buôn bán hàng rong đều bị cấm. Tuy nhiên, kế hoạch đào tạo nghề cho đối tượng này thì vẫn chưa thấy đâu. Hồi có công ty tới bây giờ thì tôi rất là khó. Người buôn bán, người chạy xe ôm này cũng khó anh. Dù có bản cấm, nhưng trước cổng chùa vẫn rất đông người buôn bán. Cổng có bảo vệ, nhưng chỉ làm nhiệm vụ ngăn Phật tử chạy xe dâng cơm cho các nhà sư. Cách cổng vài chục mét, các đối tượng xem bói được tự do hành nghề như thế này. Trong bản quy định về việc tham quan ở chùa Rơi, có viết là không được tụ tập buôn bán ở trước cổng chùa. Tuy nhiên hiện nay thì đã có rất là nhiều hàng quán tụ tập ở nơi đây, bởi những người này họ nghĩ rằng cả một khu du lịch lớn, hoành tráng còn được cấp phép ngay trước cổng chùa, huống chi là những hộ nghèo khó giống như họ. Theo ông Tô Minh Giới, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, việc Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng cấp phép cho xây dựng khu du lịch nhà hàng khách sạn cạnh chùa Rơi là lợi bất cập hại. Bởi ngoài việc vi phạm luật di sản văn hóa, tiếng ồn từ khu du lịch sẽ tác động đến cuộc sống của bà Rơi. Mình mở nhà hàng, quán xá, mà nhà hàng như vậy thì cũng không thể tránh được khỏi những cái khói. Rồi thậm chí là tập trung đông người, thậm chí có những lúc là có cái đám cưới chẳng hạn, những cái đó là cái nó gây rất là ảnh hưởng, mà lâu ngày không khéo thì cái dần dần là dơi nó sẽ bị bắn, bị giết, thậm chí nó bỏ đi. Không phủ nhận những nỗ lực của tỉnh Sóc Trăng trong việc nâng tầm phát triển khu di tích chùa Rơi, tuy nhiên sự phát triển mà không gắn liền với bảo vệ di tích, ổn định dân sinh thì sẽ không nhận được sự đồng thuận của người dân. Dù dự án bây giờ đã có quyết định ngừng triển khai, nhưng liệu rằng thời gian tới, dơi ở chùa Rơi sẽ còn được bao nhiêu khi mà môi trường sống đã bị thu hẹp?